Trời đất ơi. À, mẹ bỏ đi 5 năm rồi. À, vậy là mẹ bỏ đi à, lúc đó thì cháu là được tám chín tuổi gì Dạ à? dạ ăn sáng dưới xuống em bé ăn sáng gì đó xuống ăn xong lúc em đứng sau lưng nó là nó kêu á đau đầu chóng mặt quá, đau đầu chóng mặt quá, đã ngã xuống nó ăn mới cái muỗng thứ hai à, muỗng thứ ba là nó sụ cái tay xuống á, là đầu em đỡ nó từ từ rồi nó ấy xuống rồi xong mấy người ta cũng lễ tay lễ đồ vậy ra máu đen thành lùi à, rồi cỡ 5 phút à, không biết được 5 phút là nó ra đi luôn á, đi ngay chỗ cái hàng em á. Xin chào cả nhà, hiện tại nhà đang có mặt tại xã Diên Xuân thuộc địa phận của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và ngày hôm nay thì Nhân sẽ đi thăm một hoàn cảnh rất đặc biệt cả nhà. Mẹ thì bỏ đi, ba thì mới vừa qua đời. Còn lại hai anh em mà người anh thì mới có 14, 15 tuổi cả nhà. Đành phải đi theo người chú để mà phụ xe để kiếm được ít tiền để mua sữa cho em. Đặc biệt rằng là có hai anh em nhưng mà người em thì cũng đã cũng cũng lớn lớn tuổi rồi, 10 tuổi, 12 tuổi gì rồi nhưng mà bị tim bẩm sinh cho nên không phát triển được. Vì vậy rất khó khăn cả nhà. Còn có mỗi hai anh em thôi. Thì bây giờ thì Nhân sẽ đến thăm tìm hiểu câu chuyện của hai anh em xem thử là có thể giúp đỡ được cái gì hay không. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân tiến vào bên trong nhà để trò chuyện cùng với gia đình để tìm hiểu về cuộc sống của hai anh em nhé. Đi thôi cả nhà. Nhân nghe hàng xóm ở đây chia sẻ cả nhà là cái căn nhà này là cái căn nhà mà lúc trước á là ba cha con ở trong cái căn nhà này, nhưng mà khi mà người cha qua đời á thì căn nhà đã bán rồi cả nhà. Dạ, chào cô ạ. Cô là cô của hai cháu trai kia ạ. Dạ. Cho con gắn cái này lên con hỏi thăm xíu. Ồ, đây là cái căn nhà mà lúc trước ba cha con ở đây ạ. À? Hả, đây cho con ở đâu? Ui, mẹ là cháu ở đây à? Cháu trời ơi, thương quá ha. Chào con. Cháu có nói chuyện được không không, cô? cháu không nói chuyện được. Trời ơi. Sâu nhìn này sâu. Qua chú nói này. Qua anh đây, thấy qua anh đây. thấy anh thấy quay nữa. Quay À, con, quay cô, quay cô, quay cô, quay con, quay cô, quay con. quay cô. Trời ơi. Năm nay cháu đã được bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm 2011. Sinh năm 2011 ạ. À? 13 tuổi, 14 tuổi, 13 tuổi. 13 tuổi mà 13 tuổi. cứ như bé xíu thế này thôi ạ. À? Không đi được, lết không à, mấy mấy hồi là không có có ngồi được luôn, nằm không à. Dạ. Rồi bữa nay tự nằm, tự ngồi dậy được, chứ cái hồi đó là lết, nằm nằm cũng không có lết được luôn. Trời đất ơi. À, mẹ bỏ đi 5 năm rồi. À, vậy là mẹ bỏ đi à, lúc đó thì cháu là được tám chín tuổi gì Dạ, à? dạ. Là mẹ của cháu bỏ đi á, có nói lý do hay nguyên nhân gì Dạ không không, hồi lúc mà chị? ở đây là đi làm cũng có cặp bồ, Ủa thế à? cũng có quen, nhưng mà À. em ở nhà nó cũng đi 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 bắt ghen cũng có, mà cũng tha thứ kêu đi về, mà lúc lúc có về đây chị cũng nói thôi em ở lại, ở về đây đi, ở sớm là người ta không nói gì đâu, em ở hai hai vài ngày là nó pha lãng à, kệ nó ở nhà giữ cháu đi, nó kêu dạ, rồi xong cái ở được 2 ngày. Ẵm cháu lên Khánh Vĩnh á, chạy mé lên Khánh Vĩnh á, rồi nó để đó, rồi nó đi luôn, rồi mẹ nó ẵm xuống đây gieo lại. À, lúc đó là ở nhà mẹ nó nuôi. Cái đi làm cũng đi làm hồ, làm đồ, đi làm rồi rồi ở nhà mấy ông bác ông chú đồ giữ nó. À, vậy là mẹ của cháu á, là từng bỏ đi, sau đó là ba của cháu đi tìm về. Ừ, cũng về cũng Dạ. cũng cũng về rồi mà cũng nói là nó cũng đi à, chị nói thôi em nói thôi, ở nhà coi con đi để bé làm, ở xóm làng ta không vậy người gì đâu, người ta cỡ cỡ 2 3 ngày là nó pha lãng à, nó kêu dạ là rồi đó nó ẵm con lên mẹ nó chơi Khánh Vĩnh á,
Rồi xong mới giao con cho mẹ luôn, rồi mẹ nó mới giao xuống đây lại. Vậy là mẹ ruột của cháu là ở Khánh Vĩnh hả? Ở Khánh Vĩnh, không, ở lúc đó là nhà thì ở Yên Lạc gì đó. Và mẹ là bà ngoại nó, cái chồng ở Khánh Vĩnh lên nó ở, rồi ba nó lên bốc mì á, rồi quen cho nó. Vậy là hiện tại là cháu còn một người anh nữa. Còn anh 14 tuổi. Dạ. 14, 15 tuổi gì. Nó đi theo chú nó rồi, chú nó đi cũng lái xe mướn người ta. Phát làm được có mười mấy ngày, 10 ngày à. Ở nhà biết cũng thất nghiệp biết à. Vậy là anh của cháu á, là đi theo ông chú để phụ xe, phụ cát. Kéo cái bạc, kéo mạc, cát rồi gì á. Kéo trời. Mày nhựa, kéo. Vậy thì anh của cháu này là bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. 14, 15 tuổi. 14, 15 tuổi là đành phải bỏ gác lại cái tất cả cái việc học hết. Dạ, nghỉ à. Đi làm thuê làm mướn để giúp phụ giúp cho gia đình. Dạ. Vậy thì ba của cháu đã qua đời lâu chưa chị? Dạ, thứ 6 đây là 49 ngày. Ồ. Thứ 6, 49 ngày. Trời. Ăn sáng dưới xuống em bé ăn sáng cái đó, xuống ăn xong lúc em đứng sau lưng nó là nó kêu đau đầu chóng mặt quá đã ngã, nó ngã xuống nó ăn mới cái muỗng thứ hai à, muỗng thứ ba là nó sụ cái tay xuống á, lè đầu em mới đỡ. Em đỡ nó từ từ rồi nó ấy xuống rồi xong mấy người ta cũng lễ tay lễ đồ vậy ra máu đen thành lùi à, rồi cỡ 5 phút à, không biết được 5 phút là nó ra đi luôn á, đi ngay chỗ cái hàng em á. Vậy là em bán ăn dưới đây nè, em bán dưới đây nè. À, chị bán đồ ăn sáng dạ, cái gì? Dạ, em bán đồ ăn sáng. Trời. Bữa sáng qua uống cà phê quán đây nè, uống cà phê rồi cũng giỡn thằng bên hàng xóm nè. Xong nên thằng em nhà nó thôi ta đi làm rồi xuống là tự nhiên ăn không chết luôn á. Trời đất ơi. Ừ đó. Nhanh quá ha. Nhanh. Vậy là cái đó người ta gọi là đột quỵ à. Mà bữa đó ông anh ở nhà ông nói là chiều làm giải mỏi mà làm chút xíu rượu à, mẹ uống con chút nữa em uống nổi em mệt quá. Rồi xong vô ngủ. Rồi cũng mua thuốc cảm uống. Rồi đó, xuống ăn sáng là đi luôn á. Vậy là mẹ của cháu là lúc trước là đi theo người mới. Dạ. Rồi ba cháu là thuyết phục về rồi cũng đi lại. Dạ đúng rồi, về cũng đi lại. Mẹ cũng năn nỉ nó về biết rồi chứ, nó cũng đi à. Vậy là căn nhà này là vì sao mà mình lại bán đi vậy chị? Có ý là đất này đất nó lộn dạ cũng cho cho ở. Rồi nhà tình thương ta cũng cho tiền rồi cắt. Thì giờ ông chú nó cũng nợ nần á, kẹt tiền rồi bán. Rồi bán rồi xong giờ mới dọn qua kia ở. Bây giờ là hai anh em là qua bên kia ở. Dạ qua bên đây ở. Nhà bên đó là nhà bác hay nhà chú à? Nhà bác chú luôn. Ủa, bác với chú luôn à? Ừ, ông chú cũng chưa vợ. À. Không có vợ mà độc thân không à? Chưa vợ đó. Vậy là ông bác cũng không có vợ? Ông bác cũng có vợ rồi mà vợ cũng ly dị. Vợ cũng bỏ. Dạ. Hiền lắm, ông bác hiền khô, nhà hiền lắm, ai cũng hiền lắm. Vậy thì hồi nhỏ tới giờ khi mà đi khám cho cháu là cháu bị tim. Dạ. Bị tim mà bị mấy hồi bác sĩ lên ca mổ là ở Hà Nội một lần không mổ xuống rồi mổ ở dưới bệnh viện Nha Trang mình nè, cũng một lần nữa cũng không mổ luôn. Nhưng mà giờ nghe nó cháu bị hở van tim. Mà cháu bị não. Bị hở van tim chứ không phải bị tim. Hở van tim. Dạ. Giờ bít van tim nó bít rồi. Dạ. Mà lần nó bệnh á là không uống thuốc được. Sáng xuống là ông anh cháu nhẹ với ẩm xuống. Ẩm xuống em đút. Vừa bán vừa đút nó ăn chứ đâu có ai đút đâu. Vừa bán vừa đút. Vừa bán đồ ăn sáng mà vừa phải lo cho cháu nữa. Dạ, phải quay lại đút. Vừa bán vừa đút. Vậy là nhỏ giờ là đi bệnh viện khám thì đã có hai lần cơ hội là dạ. Được mổ, cuối cùng không mổ à? Không mổ, lên ca mổ, mà nằm trên ca mổ rồi mà không mổ. Vậy thì bác sĩ có nói cái nguyên nhân vì sao mà lại không mổ không chị? Em cũng biết nữa, nghe nói là không mổ. Kỳ ha. Mà chứ bệnh cửa bệnh là giật giật bắt đầu mà bệnh giật kinh phong. Trời ơi. Cái một ngày giật 20 lần vậy á, là giật á, đó xuống hàng bán vậy, đang ngồi trên hàng của em á, ba ngồi ghế cái điểm ngã cái rạch, rồi đụng ghẹ cho nó đé cầm cái cốc. Phải đỡ nó dậy, phải lấy tay mà so mà đè đây nè. Nó mới hết, bị miết thôi. Trời. Bị giật kinh phong miết là tối ngủ gì cũng giật miết à. Hay là có khi nào mà do rất là nhiều những cái căn bệnh trong người cho nên là không mổ được không ha? Em cũng không biết nữa. Dạ.
Đây, vậy đây là cháu gái hay là trai vậy? Gái. À, gái ha. Không nói được một câu nào hết. Không, không nói. Không kêu be luôn, không nói vậy thôi, chứ không có nói được. Mà nhân chỉ biết, cũng biết, biết dòng, biết họ, biết cô, biết chú nào, biết nào biết. Vậy thì anh của cháu có sức khỏe có đảm bảo không chị? Được, sức khỏe nó tốt. Vậy là nhà mình á có ai có cái ren bệnh gì không? Không, ý là có ông nội đó là bị ông bị phổi thôi. Chứ không bị phổi à. Hồi bữa trước ông bác nó là trên bàn thờ là cũng bị tai biến. Cũng đột quỵ. Đang nó cầu vệ sinh nó té xuống luôn là đi bệnh viện nó đột quỵ á là nó cũng vậy nhưng em vậy á. Rồi chị đưa em đưa bệnh viện xuống đó là 2 ngày nó đi. Cũng đột quỵ luôn. Vậy là hai anh em cùng trong một năm luôn? Thì thằng anh mới mấy tháng mấy? 8 tháng à. Xong rồi... Tháng 2 này là mãn tan rồi. Trời ơi. Anh. Giờ ở nhà ông bác đồ ông đi làm cho bảo vệ người ta kêu bữa mà đâu có ai giữ nó đâu. Ổng ở nhà phải nấu cơm cúng đồ này nọ lo cho cháu. Rồi sáng anh ẩm xuống hàng thì em cũng bán vừa đút cho nó. Chứ dạo phải đút đâu, đút xong ông bác xuống chở về. Rồi nếu như mà không có cô với lại có chú bác ở gần đây thì không biết là hai cháu nó sẽ như thế nào ta? Dạ. Mẹ thì bỏ đi luôn rồi. Dạ, đi luôn. Ba thì không may là vừa mới qua đời nữa. Chắc bây giờ cháu nó cũng không biết rằng là ba đã qua đời luôn. Dạ, chắc em nghĩ biết á, nó cũng biết á. Mấy bữa nó cũng buồn, nó bò ra ở ngồi cửa này nó khóc. Chắc nó cũng biết á. Nó hung lắm. Nó be nó mà sáng mà chưa kịp chở đi ra dẫn xuống hàng cô nó. Rồi nó bò nó ngắt mặt be nó chạy hết à. Ngắt be nó như bấu chạy hết phải ẩm đi. Đối á, nó xấu tính đối lắm. Phải ẩm đi xuống đút ăn. Không đút là nó bấu nó xé gì á. Nó dẻ chân mặt be nó chắc chắc vậy á. Hung lắm. Bây giờ be mất rồi đâu còn ai mà dẻ bấu nữa đâu. Bao nhiêu lâu rồi cháu nó không có được đi khám bệnh chị? Dạ lâu không rồi. Cái nó mà ba đây làm, mà nó ở nhà nó bệnh á, mà nó bệnh là nó không, nó ăn ghê lắm, ăn một lần một tô vậy nha. Mà nó mà bệnh rồi á, cái giờ có ngon đút, em đút nó không ăn. Ba nó mất làm mà không ẩm bệnh viện để mấy ngày vậy nó ốm xương lồi vậy á, mô nứt hết. Rồi xong chở bệnh viện là phải chích thuốc chứ truyền nước chứ không có uống thuốc được. Chở đi bệnh viện này là bệnh biết á, ở dưới bệnh viện Dương An, bệnh viện tỉnh Nha Trang mình này xuống nó biết mặt nó rồi. Nó đi hoài à. Đây là cái biểu hiện bình thường của cháu đây hả chị? Bình thường nó giỡn nó vui á. Nó vui á. Đây là lúc là đang giỡn đó à? Nó đang thích nó vui á, giỡn. Mình cũng hồi hộp. Còn giờ kinh phong là khác. Trời ơi. Vậy thì mỗi ngày là cháu nó bị lên cơn kinh phong bao nhiêu lần ạ? Có hồi á là sáng nó lên một lần. Mà xong tối ngủ á là ai cũng ngủ hết, nhưng mà nó có ngộ lắm, nó ngủ là nó ngủ dưới hán mình á, dưới chân á. Dạ, rồi xong dạ. Cái ôm cái chân á là lúc mà nó giật kinh phong á là cái chân mình giật á là biết nó giật là giật mình dậy. Nó ngộ vậy nó khiến nó ôm chân mình nè. Tối ngủ là ôm chân ha. Ôm chân ngủ hán nó không à. Nó thích ngủ trong hán vậy á. Rồi xong rồi ôm, rồi nó giật vậy á rồi mới biết nó giật kinh phong rồi dậy mới so này. So này hết. Cứ vậy á. Trời. Bữa xuống hàng cái mới sáng giật cái máy giật xong cái khỏa mới bỏ không múc bún người ta mới so đầu nó chứ mấy lần rồi nó ngã một lần dưới đất may hên đá nó bự không có đụng đá đụng ở đây rồi chứ không có đụng ấy đá bự là nó thiệt trời. Rồi mấy năm vừa rồi là sau khi mà mẹ bỏ đi mẹ có quay về thăm không chị? Không đi luôn không có về đi luôn. Bị 5 năm đây rồi. Tết này là 6 năm á. Rồi trước khi mà mất thì ba cháu làm công việc gì chị? Cũng đi làm người ta kêu gì đó, đi cũng phụ hồ. Làm hồ đang bữa sáng là định chở cái ông hàng xóm đi làm. Mà ông hàng xóm, ông đâu có biết nó chết. Trời ông mới tới, ông kêu cho bé ơi chở anh đi làm. Xong mấy người ta nói nó nằm nó chết rồi, chở làm nữa. Ông hàng xóm dưới đây nè. Trời đi phụ hồ. Rồi đi bóc keo. Kêu cái gì làm đó. Mà ốm lắm, ốm hơn em đây luôn. Dạ. Ốm hơn em. Mỗi ngày là có hay uống rượu không chị? Thì cũng lâu lâu giải mổ gì á.
cũng lâu lâu giải mỗi mà nó cũng bệnh phổi. À, nó có chứng bệnh phổi. Có phổi nữa. Ừ. Ui, sao giống di truyền quá. Ông già bệnh phổi. Hồi đó ông nội cũng bệnh phổi. Ông nội bệnh phổi, rồi ông già bệnh phổi, giờ thằng em nhà cũng bệnh phổi. Phổi là ung thư phổi à? Thì à, chắc vậy. Ui, có khi nào di truyền không trời? Dì Khé nó bệnh phổi lâu rồi, mấy dạ. năm nay, mấy năm lúc còn vợ nó. Dạ. Cái căn nhà này là người ta cũng gom góp tiền người ta cho để xây hả chị? Nhà tình thương á, như à. trong ở xẻ mình á. Ừ. Cho mấy chục triệu á, rồi cắt. Dạ, đất thì ông về đất cho ở đó thôi, chứ không có làm sổ làm gì hết á. Dạ dạ. Cho ở thôi. Anh trai của cháu thì mới có 14 tuổi à, phải đi đi phụ bạc cho đi, bạc đi phụ xe gọi là phụ xe cho chú. Dạ. Cháu nó tên gì chị? Su. Ủa, tên Su là tên Trong luôn hả? Ừ. Tên Trong nó tên không để ý tên Trong đó chứ. À, tên Su á. Su, tên Trong tên gì cũng. Là từ lúc nhỏ sinh ra tới bây giờ là không có đi đứng gì được không, hả chị? Không. Mấy hồi giờ đỡ nè mà anh nào mấy hồi nó nằm không à, nó nằm nó lăn không à, nó dạ. nó không có ngồi được. Dạ. Mà bữa nay nó ngồi tự nó nằm nó ngồi được, chứ hồi nó lăn không à. Tính ra thì cuộc sống của chúng ta thấy cũng hơi ngắn ngủi quá cả nhà. Ừ. Không biết là đi lúc nào luôn trời. Xuống sáng là đi múc muỗng đầu, muỗng thứ hai là muỗng thứ ba là tự nhiên nó khiến xe em đứng sau lưng nó. Người ta ăn vậy mà em bỏ đi đứng sau lưng nó, rồi nó kêu cho đau đầu quá, đau đầu chóng mặt quá, đau đầu chóng mặt quá, nó lốt có hai lần. Là xong cái muỗng thứ ba là cái tay nó làm gì nè, đó xong nó làm cái ngã xuống rồi em mới đỡ cái ghế lùng lùng này, nó xìu cái ghế xuống luôn rồi xong đỡ nằm xuống rồi để nằm đây. Ừ. Nằm trên đùi em. Rồi xong mấy người lấy kim lĩa tay đồ nè. Máu đen hả chị? Đen, ghê đen thui à. Rồi xong chút nữa nó hẻ miệng làm. Thì em tưởng là nó cắn lưỡi, em đục cái lưỡi nó vô thì cái miệng nó lực vậy thôi. Nó bắn hẻ, rồi xong nó đi luôn, lúc đó đi luôn. Đi nhanh lắm nó làm ợt hai cái tưởng nghẹt đè mình. Em cứ lấy cái tay mình vút vậy nè. Rồi đi luôn, lúc đó đi luôn á, nhanh lắm. Hồi nãy nghe chị nói rằng là lúc trước là ba của cháu là từng đi gọi là đánh ghen à? Có, đánh một lần. Ghê thế à? Nó, con nhỏ nó cứ hẹn sáng nó cứ hẹn đi ở xóm này, có sâu ở xóm nữa nè. Đó, mới chạy ra thấy hai người đứng nói chuyện là xong mới chạy nẹp vợ, quýnh thằng kia. Ổng yếu lắm, quýnh luôn cái nó ngã xe. Ở sông sớm bên nè, ở đếm kia bên nè. Rồi xong cái vợ chạy trốn. Vợ chạy trốn cũng trai về nhà vậy á, mà cũng kêu ở lại vậy á, rồi nó cũng không có vợ nó đi à. Em nó hiền lắm, nhà ai cũng hiền khô à. Rồi trong tương lai á, mình có dự định mình đưa cháu đi khám hay gì không chị? Thấy bác sĩ nói là hở van tim rồi, chắc nghĩ nó cũng hết rồi, nó biết van tim rồi nhưng mà nó bị còn giật kinh phong. Nó giật kinh phong. Kinh phong là như cái căn bệnh nó sẽ đi theo suốt đời luôn đó. Nó giật kinh phong nhưng mà uống thuốc thì nó uống không được. Không uống luôn hả? Không. Em cậy chú nó nhà bé cậy nó đang lấy thuốc ra, nó biết cái ly đó ly thuốc. Ly nước nó biết mà ly thuốc nó biết liền, gói thuốc nó biết liền. Rồi xong nó mới tay mình mới bạch cái miệng ra. Miệng nó xịt máu nhưng mà răng nó không có hẻ. Không uống được. Phải đi bệnh viện chích thuốc chứ truyền nước. À. Là nó xuống dưới đó là ai cũng biết, bác sĩ biết mặt nó quen rồi. Thấy nước là thấy thuốc là không bao giờ uống. Biết thuốc, cái thuốc phè vô ly biết, còn ly nước là biết. À, ngộ ha. Ngộ, chị giỏi đó. Su. Su, bé kêu kìa. Su. Bé kêu con kìa. Rồi sau này cô nè, sau này bác nè, sau này chú, rồi những người bác người cô là lớn tuổi hết rồi, không có khả năng lao động nữa thì ai đâu mà lo cho hai anh em trời. Không biết tới đó giờ
cái đầu hay cái đó chứ giờ cũng không biết. Hiện tại thì những cái chi phí sinh hoạt của chú Su á, cháu Su á, thì sẽ bao gồm những cái gì chị? Tẻ. Tẻ. Tẻ à. À. Thấy vậy cho cái tiền tẻ nó cũng kinh khủng lắm á nha. Tẻ thì mỗi ngày là bao nhiêu cái chị? Ngày 3 cái. Một ngày 3 cái tẻ. Ừ. Thì nó đâu có biết nói đâu, nó cái phân dạ. Tẻ không à. Phân trong tẻ biết gì à. Đó. Ba cái, có hồi lạnh thì 4 cái. Lạnh thì nó đi nhiều. Còn nắng ít đi, nắng mình cũng théo théo ra. Sợ nó hầm cháu théo ra. Mỗi ngày 3-4 cái tả. Ừ. Một lóc tả thì bao nhiêu cái, vậy mấy chục cái? Ông bác mua. Mình không biết, có mấy chục cái á. Bác mua. Buồn ngủ rồi. Có 20 cái, có lộ 20, có 30 tùy theo. Mình mua to nhiều thì tẻ. Ừ. Cái ngồi bữa cái ngồi bè nó mắc cũng bè tuần á, hai tuần à, nó ngồi ngay cái cửa á, nó khóc rồi, tự nhiên nó khóc rồi. À, có nghĩa nhớ, là nó biết bè nó mắc. Khi bè mất á là ra cửa ngồi khóc. Có hai tuần á. Dạ, hai tuần sau á ha. Tại vì không có ẩm đi, không chở đi á, cái bè nó bữa nào làm về, bè làm về nó mừng ghê, nó bò ra nó ôm chân vậy. Bè nó bận đồ á, là nó tưởng bè đi chơi không chở nó bò ra kéo chân bè nó lại. Ừ. Bò ra sân này mẹ kéo. Chở xe máy đi. Tay cháu bị sao chị? Hai trời nhưng... ơi. Anh ơi, cái tay nó nha, tự nhiên anh không đút nó ăn. Dạ. Anh không đút nó ăn. Nó làm gì mình trái như ăn mà be nó ăn mà be nó không đút nó nè. Ừ. Bữa nay đỡ nè, nó cắn nó giật cái sụt xịt máu ra. Ghê thế à? Đây hai cái đây nè, bữa nay. Ui, cha hèn gì? Nó sụt ra bữa nó lỡ nào. Ừ. Nó cắn cái nó sụt ra. Dạ. Nó giật mạnh ra, xịt máu. Vậy là khi cắn mà... nè, tức nó cắn không có đầu, nó cắn nó dấu răng nó mới bự giờ đỡ nè. Khi mà tức lên cái gì là cắn? Ừ, giật mạnh ra, máu xịt ra. Ghê ha. Vậy đó. Chỉ đó, chỉ cái tay đó. Ừ. Chỉ cái tay cho chú coi. Không nói được. Không nói được, ứa vậy á, không nói được. Cứ vậy thôi. Vậy thôi. Vậy khi mà cháu nó muốn cái gì thì cháu nó sẽ làm cái biểu hiện gì chị? Thì ý nó như mình đó thì nó sợ. À. Mà, em bán mà đông quá em không đút nó là nó ngồi im. Mà be nó ẩm xuống á, mẹ em chưa kịp mút quá đút nó là nó lấy tay nó quấu be nó quấu mặt mày be nó chạy hết xong nó vẽ bóc. Xong mút cái tô bún ra là chưa kịp đút nó lại vẽ lại mày vẽ mặt mày nè. Chắc. Dạ. Chắc chị á. Cùng lắm. Mà cháu nó ngồi nó nói cái gì vậy này cả nhà nè. Gì không à, ứ gì không à, không nói gì hết đó. Không biết đâu nói. À, đây vậy á, biểu hiện đó. Hằng ngày là cứ ngôn ngữ đó chính đó. Ừ, đó vậy đó. À, thế à? Ừ. Tay nó lành rồi, mới bữa nó hai cái tay máu không mà lỡ mũ luôn á, nó lỡ mũ luôn á. Dạ. Ừ. Thương á ha. Ừ. Mẹ thì bỏ đi rồi, ba thì không may cũng qua đời. Còn lại mỗi hai anh em. Mà anh của cháu là nghỉ học lâu chưa chị? Nghỉ lâu à. Ông cũng nghỉ lâu à. Nghỉ hàng năm kia đó. Dạ. Nghỉ ở nhà ẩm em rồi chứ ai giữ. Dạ. Nè, nhìn con nè, đây. Đó, nhìn bé đây. Ừ, đây. Răng đồ đâu có nhổ đâu, bữa xe cừ. Răng đồ cái cao cái thấp cứ lòi cái. Dạ. Bữa nó ăn răng rụng rớt như cái nồi cái tô cơm luôn á. Cái gì? Bè lúc cơm ăn nó răng nó rớt á, rồi nó rớt cái hồi nó nhai nuốt luôn. Trời ơi. Cái răng ai nhổ răng đâu. Ăn cơm mà răng rụng rớt rồi chén cơm luôn. Trời ơi trời. Vậy là bây giờ cuộc sống của mình hàng ngày là cứ bán đồ ăn sáng xong rồi bế cháu nó xuống ngồi cùng. Rồi cho nó ăn luôn. Ừ. Yeah. Anh nằm xuống, sáng anh nằm xuống. Rồi em bán vừa xay đút. Người ta không ăn thì mình xay lại đút cháu. Rồi người ta ăn rồi từ từ mình đút nó. Rồi cháu nó ngồi nó có ngồi quậy nó, gì không? Không có. Cô nó không có quậy, nó sợ lắm. Nó sợ em lắm. Nhưng mà be nó thì nó quậy. Be nó phải xuống phải có bún và đút cho nó ăn liền. Không có là nó quậy, nó quýnh be nó bấu về nó. Ừ. Gì thôi. Nó sợ cô. Ừ. Sợ cô ha. Sợ cô mà be không sợ. Ừ.
Mẹ bỏ đi 5 năm không quay trở lại một lần luôn. Cũng may có cô với có chú với có bác thì ở sát bên cạnh thì còn cưu mang được. Dạ. Không có thì bây giờ hai anh em, anh thì mới có 14 tuổi. Nuôi em thì không biết sẽ nuôi như thế nào nữa. Trước khi mà ra đi á, thì ba cháu có cái tâm nguyện gì chưa làm không chị? Đột ngột mới ăn mới không có đột ngột mà đi xuống ăn sáng là đột ngột đi liền chứ đâu có dặn dò đâu cái gì đâu, mà bạn mấy ngày trước cũng đâu có biểu hiện là gửi gắm gì đâu đâu. Đột ngột quá. Dạ. Gia đình thì những người đàn ông trong gia đình thì lại có cái căn bệnh giống như là di truyền vậy đó, bị phổi cả nhà. Phổi. Đôi khi cái căn bệnh phổi nó làm cho chúng ta không có đủ khả năng lao động làm những cái việc nặng á. Bà già bị tai biến. Em cũng bị tai biến nè. À, chị bị tai biến nhẹ hả? Nhẹ, em nằm bệnh viện về ta nhẹ. Dạ. Bà mẹ bị tai biến. Chị bán đồ ăn sáng là bán cái món gì? Bánh canh, ngày nào cũng đổi món. Phở bún mà ngày nào cũng đổi món, bán sớm em. Anh đi ngang qua bên phải này thấy cái hàng của em á. Là mỗi ngày mình sẽ đổi thành một món khác nhau. Dạ. Cái sáng này em cũng đổi món đó. Ngày này cũng đổi món đó. Cũng hay chứ ha. Thường thường người ta bán đồ ăn sáng là một món, người ta cứ mặc định là một món thôi. Dạ. Còn mình là sáng nào mình cũng sẽ đổi món cho những người ăn họ khỏi bị ớn. Dạ đúng rồi. Vậy là mình sẽ có cái lượng khách lượng khách mà ổn định luôn á. Dạ, ở trong xóm này ủng hộ người ta ăn. Mấy người ngồi ta cũng vô ta ăn. Thay vì chúng ta bán một món thì ngày nào người ta ăn người ta cũng sẽ ngán. Dạ. Còn riêng chị thì mỗi ngày chị bán một món cả nha. Thì đó cũng là một cái cách kinh doanh rất là hay. À, thôi thì ngày hôm nay ghé thăm, đặc biệt là thăm cháu Su nè cả nhà. Mẹ bỏ, cha thì qua đời chưa được 49 ngày. Cuộc sống thì rất là khó khăn. Bây giờ thì cháu thì đang còn một cái khoản kinh phí để mà uống sữa nè, rồi mua tã dùng hàng ngày. Còn cái việc mà căn bệnh của cháu thì chắc chắn là không mổ được rồi, phải không chị? Dạ, vậy dạ, không mổ được. Thôi thì ngày hôm nay khi mà ghé thăm gia đình, đặc biệt là cháu Su cùng với lại anh trai của cháu, nhưng mà hôm nay anh trai của cháu là đã đi làm rồi, tuy còn tuổi rất là nhỏ nhưng mà bắt buộc là phải đi làm cả nhà. Vì vậy mà khi mà ngày hôm nay nhau đến nhà thăm thì chỉ có gặp được cháu Su và cô của cháu thôi. Và hiện tại đang ngồi trong một cái căn nhà mà đã là căn nhà mà đã từng ba cha con sống ở trong cái căn nhà này, nhưng mà bây giờ thì đã bán cho người ta rồi, thì cũng mượn tạm cái căn nhà để ngồi, thì cũng hy vọng rằng là chủ nhà sẽ thông cảm nha cả nhà. Thôi thì ngày hôm nay nhau xin phép là nhau sẽ trích một cái khoản tiền quỹ nho nhỏ của mấy cô chú mạnh thường quân á. Tuy là nó không quá lớn nhưng mà đây có thể là một cái khoản tiền nho nhỏ để giúp cho cháu có được mấy cái tã trong cái mùa mưa sắp tới nha cả nhà, bởi vì mùa đông đang đến nó lạnh nữa. Thì hy vọng là sắp tới thì có cơ hội thì nhân sẽ quay trở lại nhân thăm cháu, rồi có thể gặp được anh trai của cháu sau. Thì nhân xin phép là nhân sẽ gửi tặng một khoản tiền nho nhỏ. Nhân xin phép là nhân sẽ trích tiền của mẹ nuôi của em của em Nguyễn và Hương Linh Đoàn Tùng Sơn 2 triệu. Mẹ của em Nguyễn là 1 triệu, Hương Linh Đoàn Tùng Sơn 2 triệu, anh Tâm ở Sài Gòn là 500.000. Thì đây, hôm nay nhân xin phép là nhân sẽ trích số tiền là 3,5 triệu để tặng cho cháu nha cả nhà, để mua tã. Thôi cái gì thì ngày hôm nay thì em thay mặt mấy cô chú Mạnh Thường Quân em biếu cho cháu ít tiền nha chị. Thì có gì chị là cô á, chị giữ giùm cái khoản tiền này để giúp cho cháu. Thôi em cũng thay mặt ba nó cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cháu, cho cháu có tẻ anh nhân gà, em xin cảm ơn nhiều. Dạ. Thì cũng thật sự là phải cũng cảm ơn chị, bởi vì chị là một cái người cô bây giờ cũng giống như là người mẹ của cháu rồi. Nếu mà bây giờ chị không lo cho cháu thì không có ai lo cả. Cũng nhờ ông bác nữa. Bác bên cạnh đây ha. Hiện tại là hai anh em đang sống nhờ căn nhà của bác. Dạ. Cũng còn may mắn nha cả nhà.
Còn hên là có bác với lại có mấy cô cưu mang hai anh em. À thôi thì bây giờ em cũng xin phép em tạm biệt chị. Có cơ hội thì em sẽ quay trở lại em thăm cháu nha. Em cảm ơn Nhân Gà, dạ. Mạnh Thường Quân nha. Dạ. À, cả nhà, thì một lần nữa thì Nhân cũng xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Đã luôn đồng hành cùng với Nhân trong suốt những cái chặng đường để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt rằng là những hoàn cảnh mà mồ côi cha mẹ nè, những hoàn cảnh tật nguyền, không có khả năng lao động và những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thì cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video sau nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.